chú Út coi cô tráng bánh tráng thơm quá à. Ủa cô ơi, cái nước này nè nó cạn cạn rồi, con chăm vô không cô? Hồi nãy con thấy ba phòng, bây giờ còn hai phòng. Cái nước này nè, các bạn thấy không, nó có cái ống nè, cái chuyền bên đây, cái này cũng như thao nước mà mình không có cần chăm vô đây, mình chăm vô đây có chuyện qua đây. Mà công nhận nãy giờ mình thấy cái nhanh thì ghê luôn á, nó nhanh bốc hơi nước. Cô ơi, cái này là cái miếng gáo mà ở nhà tự làm hay là tại người ta làm? Làm mình tự cạo hả? Nhà tự cạo cơ, người ta muốn người ta cắt cái này ban á, ở nhà mình làm thì cũng được mà tại người ta làm cái mình vậy đó. Cô, cái miếng gáo nó có mấy chục năm rồi cơ? Gáo này chắc có 30 năm. Vậy là cô làm được 30 năm rồi. Là đúng một cái đó thôi, không có thay đổi, đúng cái thay đổi, nhưng mà cái đó là lâu đặt miếng gáo đó áo à, cái gáo nó mình già da lắc ngôi mình làm chán ăn cơm được. Con tưởng hồi nãy á, con nhìn con tưởng là cô chụm cái chụm bên đó, ai là chụm bên đây cũng, nhưng mà nó còn cũng còn than cô ơi, cho con bỏ lên cái dĩ này đơn giản được. Cho nên nhìn khó hết. Cô có ai là mày đen không cô? Có, cũng có bữa nào mày đen. Mày dặn cái nào mày nào mày nói vậy. Mẹ đen thì nhìn thấy dễ thấy hơn. Cái này cô ngâm bột hồi nào cô? Dạ, sao còn tóc chứ. Sáng phi xa. Cái này là chỉ có bột gạo nó có vừa hả cô? Gạo
Nó có mặn mặn ngọt ngọt thì ăn nó mới ngon. Chứ mà con thấy có loại bánh đó, bánh đa cũng có mè, mè nhiều lắm mà nó không có ngọt, cũng không có, nó là nhát à. Không béo, không ngọt, không mặn, là nhát à. Cô cái nón lá này là cô tự làm hả cô? Tự làm. Hay quá vậy. Con thấy như có người có làm cái nón lá. Ở dưới là cái thao, còn cái trong cái thao đó là cái gì con? Là cái miệng bằng xi măng á. Dạ. Xi măng đổ làm cái miệng nó trong. Một thao thì cô làm mấy tiếng cô? Làm 2 tiếng rưỡi. 2 tiếng rưỡi. Một thao gì là mấy lít cô? Thao thì làm 12. Nếu mà bây giờ là Tết á thì một ngày cô làm được hết ga là mấy lít cô? Hết ga là chừng 35 lít vậy đó. Còn như mình bình thường? Bình thường thì làm chừng 25 lít vậy hả? Ôi, vậy là cô làm nhiều lắm luôn á. Ngày bình thường mà cô cũng làm nhiều lắm. Làm khi 20, khi 25 vậy đó. Con coi cái lúc mà mưa, cái tháng mưa á, thì làm sao mình phơi được? Tháng mưa có bữa làm có nắng mà phơi, không có nắng cái làm cũng nằm bê cái bà. Nằm bê cái có khi lột, có ướt gì mà đi bán. Sao mình lại phải để lên đây cho nó thẳng hả con? Tại cũng như mình quen á, quen mình luyện lên đó rồi. Cái con người họ quấn vô cái ốc luôn. Vậy à? À, giúp quấn vô cái ốc luôn. Cái quay mình quen luyện lên đó, cái ở mình sao có người coi phụ rồi vậy đó. Dạ. Có gì mình làm không kịp thì mình để đó. Cái nồi nó hấp nữa rồi kìa. Nồi nước. Để con múc cho mình. Cô ơi, sao cô để mấy cái củi dưới chừng kia vậy cô? Nó nóng quá, cái lò nóng quá. Chắc cho bớt nóng. Ở đây có ai làm bánh tráng mặn không cô? Mặn cũng như dặn rồi. Cô vậy cô ướp khi nào cô làm bánh bánh mì chay? Bánh ướp với bánh cuốn á. Vậy chắc ở gần đây người ta cũng có loại bánh ướp đó cô? Không có, cũng ở đâu gần chợ cũng vậy. Bánh ướp cho cô. Mà giá là nó như gần Tết, sát Tết thì nó có lên nữa không cô? Tết nó thì nó lên. À, nhiều khi lên từng ngày luôn. Hồi đó là cô học từ ai?
đây mà cô làm bánh tới giờ cô. Như hồi đó ở đây bà vợ chồng nó tán á. Dạ. Mà nó tán là bánh nem, không bánh nem lắm mà cuốn, để cuốn á. À, con biết rồi. Bánh đó nó lại đẹp. Vì con học của từ từ thì nó làm bánh này. Cái muốn đổi cuốn hình như nó bám mỏng như thế này mà nó mỏng nó mà nó bột không chứ nó không có gì hết vậy. Dạ. Muối như bột không vậy. Và cái công thức pha pha bột thì cô chú cũng tự làm luôn. Đếm luôn hay không? Đếm luôn không? Dạ. Đếm đi. Dạ con, để con đếm cho. Ừ. Đếm theo kiểu kia đó nhanh lại. Vậy hết chút. Ừ. Vậy dân hạn. Để hạt bề mặt hết như là hết. Hết là nó vừa vừa cái bởi trên nó đẹp. Nó hết đấy. Dư, cái phần dư. Rồi đẹp rồi chú à. Đi vô, đi vô bọc luôn. Mình khỏi cần hút chị không hả chú, mình chỉ cần mình ép lại thôi. Rồi ép. Bánh, bánh béo. Bánh béo. Mà làm bằng nước cốt dừa. Chứ không phải là bột béo nha các bạn. Nước cốt dừa nghe hơn phương pháp luôn nè. Công nhận cái bánh cô chú tán dày ghê luôn á, dày mà hơn nước dừa nữa. Cái nào mà bị đá rách thì mình để bỏ trong ra. Còn đi ra, đi ra, đi ra, bỏ ra. Bỏ ra hả chú? Cái nào rách thì mình bỏ ra, đó là sẽ không lỗi. Còn cái đúng nào rồi, đó là bánh lỗi á. Dạ. Công nhận là cái bánh của cô chú á. Một, ủa chú, có bao nhiêu chú? Là một chục bánh nó nặng bao nhiêu chú biết không chú? Mình đăng ký là nó là 5 năm 10 cái là nửa ký. Dạ. Công nhận nặng thiệt luôn á. Mà cái này ăn một cái đá một cái hồi nãy mình ăn có nước mà rất là ngon, rất là béo. Mà nó cái bánh tráng nó dày nữa, là cái bánh tráng mình vừa dày vừa béo mà như vậy á. Nó mình nướng lên ăn nó mới đã. Chứ còn kiểu nó mỏng quá ăn không có ngon mà. Bởi vậy cái dạng như vậy nè thì người ta thích hơn. Thank you.
rồi xong rồi mình đi ép đi chú à. Ừ. Đó rồi. Thấy không? Canh cho nó đều nó được. Hàng miếng này đi, hàng miếng này đi. Đập như nào nó tắt cái đèn này cứ nó cháy lên đó. Đó ăn chưa, dính chưa? Đập cái nữa đi. Dính rồi. Dính rồi. Dính. Máy làm mà chứ cần có làm gì đâu. Ủa, ở đây là bánh mè đen nè, mè trắng nè. Cái gì? Sữa hột gà chú. Sữa hột gà, mè đen, mè trắng. Đây các bạn thích loại nào? Mình thì mình thích cái nào mình cũng thích hết. Cái này cũng ngon hết thôi. Chú ơi, chú lại đây. Ủa, cái này là mấy cái nguyên liệu mà chú làm bánh hả chú? Đúng rồi. Có gì chú? Cái đó là đường trắng. Trắng á. Dạ. Với gạo. Ừ, gạo. Muối. Với nước cốt dừa. Dừa. Vậy thì như bình thường chú làm như 12 lít á, thì bao nhiêu đường, bao nhiêu muối chú? Một cái 10 ký dừa. Và 10 lít gạo. Dạ. 1 ký rưỡi, 1 ký 6 tùy theo đường á. Còn muối thì mình nêu vô 100 gram. Dạ. Muối nấu nha. Rồi kêu không phải muối hết à. Ăn cái muối bột. Vậy đó, muối nấu. Ủa là bình thường thì chú pha hết luôn. chú hỏi không à. Vậy là mình phải chọn cái gạo ngon nhất phải không chú? Đúng rồi, không có gạo dạng lúa mùa, nhưng mà cái này nó ở cái dạng như bên Trà Vinh. Gạo lúa mùa là gạo ngon á, giờ là kiếm không có đâu. Dạ. Dạ. Nó tên là gạo sỏi. Dạ. Ừ, cái sỏi. Giờ là kiếm ăn thứ gạo kiểu gạo lúa mùa ra hồi xưa là ít lắm. Chưa các bạn ơi, chưa ráo. Tại vì này cũng mới đem đi phơi mà cũng hồi nãy đem đi phơi chưa có nắng. Giờ là mới nắng nó bắt đầu lên á, tại vì giờ là sáng sớm. Cô chú hết hồi 3 giờ khuya làm mà khoảng đổ 5 6 giờ là phải đổ rồi. Là định cho canh đổ bánh cho tới có nắng là có bánh phơi á, cho nên là giờ mới có phơi à. Chưa có chưa ráo không, chưa có khổ không thì tới chiều là khô hết luôn á. Con mới cho mình cái bánh nè. Cái bánh này là gọi là bánh ướt, gọi ở cái này là mè ruột. Mè ruột nướng lên mới thấy như gì, nhìn vô không thấy. Xin lỗi các bạn nha. Nhỏ mình hay ăn cái bánh tráng này nè. Cái bánh tráng này mà mình đem mình nhúng nước mình ăn, mình nhúng sôi á cho nó mềm ra mình ăn là thành cái bánh ướt. Chứ nhiều khi là biến nước không có nước.
ngon quá à. Nước dừa nhiều béo vậy đó. Cái bánh ướt ngọt á, người ta còn để cái đậu xanh ở trong nữa, nhưng mà như người ta làm lá dứa màu xanh, rồi ở trong có nhân đậu xanh nữa. Còn nghĩa này là phải lấy gì ta, để bánh ướt thôi hả? Bánh tráng ướt nữa không? Cái này mình mơn chụp bánh ướt cho nên là hẳn mình xin cô chú mình làm, mình không có sợ bánh hư vậy. Xấu kinh khủng, lát làm lại cái khác sẽ đẹp hơn. Bên kia mới có hả mẹ? Bên kia nó xanh vậy? Xanh nó trái. Dạ. Giờ em với mẹ đi ra đây chặt cái cây để làm cái gọi là cái gấp hả mẹ? Cái gấp để nướng bánh đó, là như thay vì mình không có cái đó thì mình nướng mà mình mua cái dĩ á. Còn nhà em từ nào tới giờ không có nướng bằng dĩ, nướng bằng cái gấp. Mà nướng bánh tráng bằng cây gấp thì cây gấp mà chẻ bằng cây củi khô nó dễ cháy đó. Mình nướng bằng cây tươi cũng cháy nữa. Chừng nào mà mình nướng mà, có khi nướng nhiều, có năm nướng nhiều quá, nướng cả trăm bánh tráng á, chưa nướng hết là đã cháy cái cây rồi. Đi chặt cây khác. Chứ ăn cho nó thiên nhiên. Cây này còn tươi nè, thấy cái lá nó khô nhưng mà cái cây còn tươi. Chặt hai cây lại, cái gì mình trở đó. Mình trở qua trở lại, trở qua trở lại nó mới được. Lại đây luôn. Dạ. Chặt cái cây nhỏ, chừa cái nhỏ lại mẹ. Chừa cây nhỏ lại để mình chim. Mình chẻ nhiều nhiều thì nó banh ra nhiều nhiều, bánh tráng mình nó mới hỏng rớt hả mẹ. Chẻ nhiều cái gì mình hứng hả mẹ. Đó, em đang chặt cái chim á. Cây này nó bị cong cong nè. Cây này nó không bằng. Nó không bằng. Thường thì người ta sẽ hay mua cái đầu nướng bánh tráng bằng cái giống như cái dĩ nướng vậy đó. Hình cái ngôi sao mà nó bằng bằng dây chì á, thì cái đó nướng được lâu hơn.
nướng được lâu hơn, mà cái bánh thì nó cầm cũng dễ hơn. Trẻ gì được có 3 cây mẹ. Cây này nó hơi mỏng. Thôi kệ đi, vậy đi ha. Giống như hai cái bàn tay vậy á. Bây giờ nướng bánh. Đây là bánh hồi lúc nãy, hồi sáng này mình vô lò của cô chú Út, mình coi tráng bánh nè. Và cái mẹ nướng ra ăn luôn. Đó, giống như hai bàn tay các bạn. Nói gì đó. Ngày nào giờ thì nhà mình làm ẩn cây này không à. Ví dụ mà nhà lúc mình có cha thì còn làm cũng cái đầu nướng, nhưng mà bằng dây chì. Cái này coi chừng nó dính than. Ủa nó dính than mẹ ơi. Bánh tráng này bộ tráng người ta làm thơm nước cốt dừa phải không? Dạ, nước cốt dừa dữ lắm mẹ. 10 cái gì? 10 lít gạo là 10 ký dừa. Vậy hả? Thằng kia mới vừa nghe thơm mùi nước cốt bay lên này. Tính tháng nước 2 tháng lắm nha mày. Này thật ít quá. Vậy thì lấy hang ra không mẹ? Lấy hang ra không? Lấy hang ra hốt vô cái bếp kia. Bếp kia, cái bếp ngoài. Cái bếp. Rồi bánh gì mà nó thơm, nó cốt dừa hết, cái nước vàng vàng bay hơi lên thơm hết. Quá là dừa vậy gì, cái 10 lít, cái 10 trái dừa, 10 cái dừa dữ vậy ta? Người ta bán một béo. Con thấy cô chú dự trữ củi á, củi nhãn á, như một ngày rồi, còn dừa cũng cả thiên dừa dự trữ, mình điện tử dự trữ. Đi đó. 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 Hớp vô để bổ bỏ vô mẹ cho rồi. Không. Hớp cho. Né né ra đi, chạy con. Không, không, chạy con, nóng con. Lên võng nằm đi con. Ôi không. Trời ơi, trời ơi. Dạ biết ta nướng bằng gì không? Cái cầu sao hả mẹ? Cái lò vi sóng hay gì á. À đúng rồi, nướng bằng lò vi sóng nướng đó. Vậy là nhiều lắm. Cái người bán trên chợ xe chợ nói nướng vậy liều mà đẹp, bánh này không có dính đò, dính than, dính lò vậy đó. Ta nướng chuyên nghiệp ta bán á, ta nướng nó đẹp đều lắm kìa. Ông Vi đâu rồi ta lại chạy không mấy vậy Vi? Trời ơi, qua hết. Ủa dung hết chưa hết than, không biết còn nóng nổi nữa. Thơm ghê. Mình nhét cho đi con hai. Ừ. Ngon, vậy được rồi, vậy ngon. Nãy ăn ngon không? Được. Đâu mặn? Không có mặn. Đóng con. Mùa bảy, ăn thử bánh mùa bảy. Ăn ngon quá, đừng nghĩ. Mùa bảy. Bánh này đen ngon quá ha. Hồi sáng vậy hả? Có mẹ. Hồi sáng dung tráng mè tráng, mè mè ruột. Mới ăn hả? Dung bánh mua cho mùa bảy một chục. Vô một chục mùa bảy một chục. Ăn được hết hả? Mở cái bông dung ra. Kì, cho kia miếng nè kì. Nguyên bé nước mỡ. Nè, bé nước nè. Bé chưa ăn, bé nước nè. Xin mời các bạn nha. Hương mà bảy béo mà béo mà ngọt. Ngọt vừa ăn cái đó bé ngọt nhiều mà bảy. Vừa ăn. Hương mà bảy mới lúc mà bảy ăn á. Sao mà bảy hơi ngọt nhiều đâu, vừa ăn đâu ngọt. Ngọt mà chị.
ngọt nhưng mà ngọt vừa ăn chứ nó lạc nữa. Cái mà cái ngày họ con ăn cái lúc mà còn cái gì bánh nướng bánh nó ngọt hơn cái lúc mà lúc bánh đang nướng nó ngọt hơn. Okay. Còn giờ mình nướng không nó đỡ ngọt hơn. Mẹ cho con nói sao này chắc ta cũng ta làm không cho bánh hết nhiệm vậy lắm nó ăn rồi nó cảm ơn 30 năm mẹ nó phải là lên đó hả chứ định là 30 năm đợi dữ vậy. Mẹ cho con nói sao vậy cái bà cái bà bằng đầu tiên người thấm không mẹ chồng của con hả? Mẹ chồng có làm cái mẹ đen này ăn ngon hơn cái mẹ tắm này chứ hả? Vậy không vậy? Mẹ đen ăn ngon, nó thơm hơn. Mẹ đen ăn tốt, béo hơn. Mà nướng ra nhìn nhìn cái hột mè nhìn đẹp hơn. Ăn với chú dít á, ngon lắm. Rồi, ra bỏ ra cắm dít. Hàng kẹp với dụ như quê mình hay ăn là dít một miếng mứt dít bỏ vô xong rồi kẹp hai miếng mứt cán lại về bỏ vô miệng ăn. Ăn vậy á, ăn vậy ăn là còn ngon nữa. Ăn ngon, ăn vậy thôi ngon chứ. Không, ăn bánh là béo thiệt. Ba béo béo, mà béo, béo mà thêm miếng nước dừa. Nướng giờ thấy cái bánh nó bóng đó. Béo nó có dừa, bóng nó dính tay luôn. Béo ăn khác. Nó ra dầu dính tay luôn. Nãy vừa nướng là thơm lên thì nó dính cái bánh là thơm hết à. Bánh này nổi tiếng mà. Không, bánh này cái lò này là có gia truyền. Dùng cái hồi ba mặn ba vợ chồng cũng người mặn này 30 năm rồi. Bánh này lòng thường bánh này lòng nổi tiếng mà. Ai cũng dùng đi dài dài được thấy nhà nào cũng tráng tráng rất nhiều lò lắm. Mà lò nào cũng gọi là bánh này lòng đăng. Bởi vì như đồng với lòng. Nguyên cái thơm, nguyên cái thơm mà đó người ta ai ghé với nhà bên kia làm, nhà bên đây làm nè. À, cũng như thu nhập của người ta là mùa Tết đó mà bấy. Vậy chắc hửi bánh tán xỉu luôn á. Hửi mùi bánh tán vô mùi bánh ướt vậy ăn nữa hồi sáng thấy mùi bánh ướt vậy ăn mình coi mình con vô anh con thôi mùi bánh ướt người ta khỏi phơi dạ cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu bạn thấy thích thì nhớ like và nhấn đăng ký để xem những video tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì cả nhà mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nữa, video like nữa.